Là một trong những khu vui chơi giải trí dưới nước được thành lập sớm và có quy mô rộng lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, công viên nước Đầm Sen với thương hiệu Đầm Sen Waterpark từ lâu đã là điểm đến quen thuộc để hấp dẫn của những người dân thành phố cũng như du khách gần xa khi đến thành phố Hồ Chí Minh để vui chơi và đắm mình trong làn nước xanh mát, xua tan những mệt mỏi và nóng nực của khí hậu nhiệt đới. Hiện công viên có hơn 30 loại trò chơi và một hồ nước sóng rộng 3.000m², thích hợp cho mọi lứa tuổi từ các trò chơi cảm giác nhẹ như dòng sông lơ đãng, hồ tạo sóng, hồ massage, dòng sông hoang dã, v.v. đến những trò chơi cảm giác mạnh như máng trượt kamikaze, tornado, đu dây vượt thác, v.v. và một thiên đường cho tuổi thơ với lâu đài nước đầy sắc màu, gia đình voi, gia đình hà mã cùng các máng trượt thật xinh xắn dành cho thiếu nhi. Đặc biệt vào chủ nhật hàng tuần, đến với công viên du khách vừa có thể thảnh thơi nằm trên những chiếc phao xinh xắn tại hồ tạo sóng và hòa cùng những giai điệu flamenco sôi động trên sân khấu nhạc nước được thiết kế độc đáo, những vũ điệu lôi cuốn hấp dẫn như giúp bạn quên đi những mệt mỏi đời thường. Nằm trong khuôn viên công viên văn hóa Đầm Sen, một trong những công trình lớn của Đầm Sen Waterpark đang thu hút rất nhiều du khách ghé thăm, đặc biệt là những bạn trẻ ưa thích khám phá, chính là công viên khủng long với hàng trăm con khủng long ngày đêm gầm thét trong khung cảnh âm u hoang sơ của rừng cây và núi đá. Đến đây du khách sẽ được ngồi trên chiếc thuyền trôi trên dòng sông huyền sử, tận mắt chứng kiến những con khủng long hét xa lửa và chuyển động uyển chuyển như thật. Chiếc thuyền còn đưa bạn vượt thác nước cao và lao xuống với tốc độ chóng mặt. Đây sẽ là những trải nghiệm thú vị khó quên khi bạn đến với công viên khủng long. Bên cạnh khu vui chơi đặc sắc hấp dẫn, mới đây công viên đã chính thức khai trương nhà hàng phố nướng DSN với không gian thoáng mát, rộng rãi và thực đơn phong phú, gồm hơn 200 món ăn được chế biến tài tình bởi đôi tay của các đầu bếp chuyên nghiệp, lâu năm giàu kinh nghiệm, mang hương vị đồng quê, thực khách tùy thích lựa chọn. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm thú vị, lý tưởng cho những bữa ăn ấm cúng cùng gia đình, người thân hay bạn bè sau một ngày vui chơi thỏa thích các trò chơi dưới nước. Một địa chỉ ẩm thực quen thuộc khác của công viên là nhà hàng Đầm Sen Waterpark, nơi chuyên tổ chức các đám tiệc với không gian sang trọng, sức chứa từ 400 đến 600 chỗ. Đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ nhiệt tình chắc hẳn sẽ làm hài lòng tất cả các vị khách quý khi đến tham dự tiệc tại nhà hàng. Chào đón Xuân Quý Tỵ năm 2013, công viên nước Đầm Sen có nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, cùng nhiều trò chơi mạo hiểm, lôi cuốn thú vị, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những ngày nghỉ Tết thật vui vẻ, sảng khoái bên người thân và bạn bè. Du khách đến với công viên nước Đầm Sen trong dịp này không chỉ được vui chơi thoải mái mà còn được gặp gỡ những ca sĩ, nhóm nhạc, nhóm hai nổi tiếng và có cơ hội sở hữu những phần quà giá trị qua những đợt bốc thăm may mắn. Là một khu vui chơi giải trí thú vị và lành mạnh, cùng nhiều hoạt động hấp dẫn quanh năm, công viên nước Đầm Sen thật sự là một điểm đến không thể bỏ qua của mỗi người dân Sài Gòn, cũng như du khách mỗi khi có dịp ghé qua.